Thưa quý vị, thưa các bạn, Việt Nam là nước cung cấp hàng đầu nhiều loại nông sản thực phẩm cho thế giới. Nhưng thực tế, nhiều người tiêu dùng ở trong và ngoài nước vẫn chưa biết đến thương hiệu nông sản của Việt Nam và chưa biết đến Việt Nam là quốc gia có thế mạnh về các ngành hàng này. So với các nước có thế mạnh xuất khẩu nông sản, doanh nghiệp Việt Nam, nhất là các doanh nghiệp ở địa phương, vẫn còn chậm trễ trong việc tạo dựng thương hiệu. Do vậy, cần phải có chiến lược xây dựng thương hiệu cho ngành hàng này. Theo Bộ Công Thương, hiện nay mặc dù có đến 10 sản phẩm nông lâm sản, thủy sản xuất khẩu chính, trong đó 8 sản phẩm có kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ đô la Mỹ. Nhưng hiện nay 90% nông sản của Việt Nam vẫn xuất khẩu dưới dạng thô. 80% lượng nông sản của nước ta chưa xây dựng được thương hiệu, chưa có logo và nhãn mác. Nhiều sản phẩm bán ra thị trường thế giới phải thông qua các thương hiệu nước ngoài. Đây là một bất lợi lớn, khiến sức cạnh tranh của nông sản Việt Nam trên thị trường còn yếu và chịu nhiều thiệt thòi. Nguyên nhân của tình trạng này một phần là do ý thức xây dựng chiến lược thương hiệu tại địa phương của nông sản Việt Nam còn rất hạn chế. Nhiều doanh nghiệp chưa thấy rõ vai trò và ý nghĩa của việc xây dựng cũng như là bảo vệ thương hiệu nông sản. Trong khi đó, điều kiện để có được thương hiệu cho các mặt hàng nông sản trên thị trường phải đảm bảo khối lượng đủ lớn và ổn định, chất lượng đồng đều, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Nông sản địa phương phải có giá bán cạnh tranh, tổ chức kênh phân phối hài hòa lợi ích, hợp lý với tất cả chủ thể tham gia. Tuy hiện nay đã có nhiều doanh nghiệp ý thức được xây dựng thương hiệu cho một số mặt hàng nông sản chủ lực như là gạo, thủy sản, cà phê, chè, nhưng vẫn gặp khó khăn với bài toán quy hoạch vùng nguyên liệu tập trung, việc áp dụng các tiêu chuẩn để đảm bảo chất lượng nông sản. Sản xuất về nông sản thực phẩm, thế nó phụ thuộc rất nhiều vào cái điều kiện tự nhiên. Do vậy muốn mà xuất khẩu để ra các sản phẩm tinh hoặc là đóng gói bao bì để được ra ngoài thì cái xây dựng cái thương hiệu ấy, hoặc cái chiến lược marketing của doanh nghiệp này đòi hỏi cũng rất là quan trọng. Thế đề nghị nhà nước cũng hỗ trợ về một là cái về xây dựng cái quản trị kinh doanh, hai là cái chính marketing, ba là về hỗ trợ về cái xây dựng thương hiệu, cái bao bì cho doanh nghiệp Việt Nam để các ngành nông sản phẩm nói chung là phải xây dựng thương hiệu mạnh thì mới đi ra ngoài và chúng ta mới có sân chơi lành mạnh nước ngoài được. Việc phát triển thương hiệu thì ngoài việc là xây dựng hình ảnh cho doanh nghiệp thì chất lượng của sản phẩm nó quyết định là cái yếu tố quyết định lớn nhất cho cái việc xây dựng thương hiệu. Khi mà có doanh nghiệp có những cái yếu tố tốt cho sản phẩm của mình thì phải tạo ra cái chất lượng cho sản phẩm đồng đều từ trong nguyên liệu cho đến cái bao bì, nhãn mác cho đến kể cả những cái dịch vụ phát triển sản phẩm và hậu mãi sản phẩm. Chất lượng nông sản của mỗi địa phương không chỉ là truyền miệng, là cảm nhận, mà quan trọng hơn sản phẩm phải được bảo vệ bằng nhãn mác, bao bì, logo, nguồn gốc xuất xứ. Chính vì vậy, việc đăng ký nhãn hiệu độc quyền hay chỉ dẫn xuất xứ để xây dựng thương hiệu trở nên cấp bách. Việc này bản thân người nông dân không thể làm được mà cần phải có sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng cùng những doanh nghiệp có vai trò chủ lực trong việc liên kết thực hiện đồng bộ các khâu từ sản xuất, chế biến, tiêu thụ, kiểm soát chất lượng sản phẩm. Khi mà chúng ta đã có được những cái hình ảnh, những cái uy tín thì lúc đó chúng ta lại đứng ở vị thế chủ động, chúng ta sẽ quyết định là bán cho ai, bán với giá nào. Chúng ta có thể tích cực hơn trong cái việc mà đưa các doanh nghiệp tham gia vào các hội chợ theo đúng chủ đề của từng cái doanh nghiệp trên thế giới. Và nếu mà chúng ta tiếp cận đúng nơi, đúng người với những cái chứng nhận để mà khách hàng biết được chúng ta thì cái cơ hội để mà giới thiệu các cái sản phẩm chúng ta đối với các khách hàng ở thị trường phân khúc cao cấp rất là tốt. Được biết, để triển khai xây dựng chương trình phát triển thương hiệu nông sản chủ lực Việt Nam đến năm 2020, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tập trung triển khai xây dựng thương hiệu cho 9 mặt hàng nông sản gồm gạo, rau quả, thủy sản, cà phê, chè, hồ tiêu, hạt điều, dừa, mật ong. Qua đó, hai bộ phối hợp chặt chẽ, tập trung ưu tiên các chính sách hỗ trợ nhằm phát huy tiềm lực về đất đai, tài chính, khoa học kỹ thuật, phát triển nguồn nhân lực, thúc đẩy sự liên kết phối hợp giữa các nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp và nông sản, và đặc biệt là đẩy mạnh xúc tiến thương mại nhằm giúp doanh nghiệp có lộ trình xây dựng thương hiệu nông sản tại địa phương một cách bài bản và chuyên nghiệp. Sản phẩm của chúng ta khi mà chúng ta có thương hiệu một cách chủ động đấy, làm thương hiệu đó và tích cực quảng bá, tuyên truyền và đầu tư cho những cái thương hiệu đó, đặc biệt là các cái sản phẩm ở đặc biệt ở địa phương chẳng hạn, thì cái hiệu quả tăng lên rất cao vì cái lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp nói riêng và của cả ngành nói chung nó được nâng ở cái vị thế khác hẳn. Tôi nghĩ rằng trong thời gian tới những cái chiến lược ngành cho thương hiệu sản phẩm và thương hiệu quốc gia cho ngành ấy, cần phải đẩy mạnh hơn nữa. Giả dụ như chúng ta đang làm về
thương hiệu gạo quốc gia. Chúng tôi sẽ cố gắng là xây dựng một cái định hướng, một cái bản kế hoạch hành động có tính chất là mô phỏng và hướng dẫn để cho các doanh nghiệp có thể triển khai được. Xây dựng thương hiệu các sản phẩm nông sản của địa phương ở Việt Nam không phải là vấn đề có thể giải quyết một sớm một chiều. Cùng với tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, tăng cường khả năng cạnh tranh của sản phẩm đồng nghĩa với việc phải tạo ra sản phẩm có chất lượng đáp ứng các tiêu chuẩn nhu cầu, xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường. Đây là một trong những giải pháp phát triển bền vững mà ngành nông nghiệp đang hướng tới thông qua việc chú trọng đẩy mạnh xây dựng và phát triển các thương hiệu nông sản chủ lực của Việt Nam.